Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Pháp Lưu kính chào tất cả mọi người. Chào các học trò. Buổi tối hôm nay thầy Pháp Lưu có buổi chia sẻ về đạo đức nhân quả. Chủ đề bài giảng tối hôm nay, chia sẻ tối hôm nay đó là sống phúc đức. Sống phúc đức. Sống phúc đức có nghĩa là sống theo đạo đức nhân quả. Trong một xã hội mà có nhiều người sống phúc đức thì một xã hội đó, một quốc gia đó thực là tốt lành. Vậy thế nào là sống phúc đức? Sống phúc đức tức là sống theo đạo đức nhân quả, không làm ác. Sống theo đạo đức nhân quả có nghĩa là không làm ác, miệng không nói ác, thân không làm việc ác, suy nghĩ không chất chứa ác, thì gọi là sống theo đạo đức. Sống theo đạo đức nhân quả như vậy thì người ta gọi là sống phúc đức. Sẽ có phúc, có đức. Chúng ta thấy nhiều người trong xã hội giàu có, nhưng giàu có chưa hẳn đã là phúc đức, đó là phước lậu mà thôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta giàu có tiền bạc đó là của chúng ta. Đây là một suy nghĩ thực là sai lầm, bởi vì một người mà không sống trong cái lòng biết ơn sẽ coi đó là của mình. Chúng ta sinh ra trên đời này từ cái thai nhi và nghiệp lực sinh ra. Chúng ta sinh ra trên đời này chúng ta chẳng có cái gì hết. Chưa có cái gì hết. Vậy thì ai cho chúng ta? Ai là người cho chúng ta? Cha mẹ mượn của trời đất này cho chúng ta thân xác này. Đấy là điều mà chúng ta phải trân trọng. Thân xác này là gửi nhờ cha mẹ, chứ chúng ta có làm ra đâu. Chúng ta không làm ra thân xác này. Như vậy chúng ta không thể làm ra. Rồi chúng ta ăn uống đều mượn cây cỏ thảo mộc để nuôi dưỡng thân này. Như vậy thì chúng ta phải biết ơn muôn loài cây cỏ thảo mộc. Thậm chí có nhiều chúng ta đây, chúng ta ăn uống sinh hoạt nuôi thân xác này còn nhờ vào cả sinh mạng sống của chúng sinh. Biết bao nhiêu cái sinh mạng sống để nuôi chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta, nhiều người nghĩ chúng ta ăn chay cũng vậy, cũng đều nương nhờ sinh mạng. Đôi khi sự đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy ăn để sống, hạn chế tối đa sự sát sinh. Hạt lúa ngoài đồng kia, bà con nông phu cũng phun thuốc diệt côn trùng để có hạt lúa, và chúng ta cũng ăn, ăn cả cái sự hy sinh mạng sống của chúng sinh.
Đấy là về việc nuôi thân mạng. Chúng ta không thể vô ơn. Chúng ta sống luôn trân trọng. Chúng ta nên hạn chế mọi điều ác và trân trọng sự sống của xung quanh. Cái điều thứ hai biết ơn nữa là tiền bạc, vật chất. Chúng ta sinh ra hai bàn tay trắng, lìa đời đi cũng chỉ hai bàn tay trắng. Vậy thì vật chất tiền bạc kia ở đâu mà ra? Chúng ta nghĩ rằng tiền của chúng ta làm ra, nó chỉ đúng một phần thôi. Người giàu có kia, một anh giám đốc doanh nghiệp có nhiều tiền của, dù là lao động trí óc, anh ta lăn lộn làm ra, nhưng cũng phải nương dựa vào sức lao động của rất nhiều người mới có được. Nếu không có những người công nhân cực nhọc lao động, công trường vất vả, nhà máy vất vả, và không có cái phần đóng góp ấy, thì anh ta cũng không thể trở thành người giàu có. Cho nên cái văn hóa, cái đạo đức là một người chủ phải biết ơn mới là người phúc đức. Nếu là một người chủ sống vô nhân tính, không biết ơn, thì sẽ khoe của, cậy mình là chủ, uy quyền, quát nạt, hành hạ công nhân, hành hạ tôi tớ. Cho nên Đức Phật dạy, con người sống có nhân bản, đó là sống theo đạo đức. Người chủ thì phải biết yêu thương tôi tớ thì phải biết trung thành với chủ. Cái bài học này của Đức Phật, nó đã được nhiều giới giàu có sống theo. Bởi vì giàu có cũng là do của trời đất, của con người, vạn vật đem lại, không phải của mình. Cho nên người vô minh thì cậy mình là của mình, cậy tiền, cậy bạc, trà đạp, đàn áp, vô nhân tính, khinh thường con người, không biết yêu thương sự sống, cậy tiền, cậy của, hống hách. Với những con người như vậy thì nhân quả nó sẽ tới. Xin thưa các bạn, với những con người như vậy thì nhân quả sẽ tới và tổn hại phước báo, trước sau gì cũng rơi xuống hết phước. Ở đây là tiêu nhanh phước của mình và rơi xuống hết phước vì từ trường nhân quả ác đến. Cho nên các bạn cứ chiêm nghiệm điều thầy Pháp Lưu nói mà xem. Những cái nhà giàu mà hống hách, cậy tiền cậy của, rồi khinh rẻ con người, ngạo mạn, trước sau gì cũng sụp hết phước. Và ở đây là ông ta đã tiêu hết cái phước của mình nhờ sống thất nhân thất đức. Vì sống thất nhân thất đức, không phải là sống phúc đức. Người thực sự giàu có là giàu có cả về mặt tiền bạc lẫn tình cảm. Đó là người sống biết nhân đức, biết vị tha và biết ơn mọi người. Hiếu kính cha mẹ, hòa thuận anh em và yêu mến tôi tớ, yêu thương con người, không khinh rẻ con người. Người sống khiêm cung, người sống hiếu hạnh, hiếu sinh. Hiếu sinh ở đây là yêu thương và biết ơn tất cả sự sống. Cho nên kể cả làm quan cũng vậy, mình được phúc đức là nhờ sự tín nhiệm của mọi người. Nhờ sự tín nhiệm của dân chúng, nhờ sự tín nhiệm của đồng nghiệp, mình mới được làm quan. Chứ ai đặt mình lên đâu. Nhưng nếu anh sống thất nhân thất đức, không tôn trọng điều lành, khinh rẻ dân chúng, ngạo mạn trước tập thể, và anh ta sống cậy quyền, cậy thế, các bạn cứ xem, rồi
sẽ sụp đổ. Nhân quả đến nhanh hơn, từ trường ác đến nhanh hơn, sụp đổ nhanh hơn và sẽ mất hết. Ở đây gọi là tổn hại phước báu, tức là sống không có phúc đức. Các bạn cứ chiêm nghiệm trong cuộc sống này, chứ thầy Pháp Lưu nhìn chuẩn lắm, chuẩn. Thậm chí thầy Pháp Lưu nói với anh em đồng liêu, anh em bạn bè chiêm nghiệm, các bạn cứ chiêm nghiệm mà xem, vì ấy rồi sẽ khổ đau. Vì ấy, sống như thế, nhìn thấy như thế, rồi sẽ sa đà, rồi sẽ ngã ngựa, rồi sẽ rơi xuống cùng cực. Và sau một thời gian mọi người thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Một Đức Phật dạy một người biết sống, tôn trọng sự sống, đặc biệt là những người yêu kính sa môn, những người tôn trọng người tu lành, những người hiếu kính mẹ cha, những người yêu mến anh em, những người biết có lòng yêu thương chan hòa, những người biết tôn trọng sa môn nhà Phật tu hành điều lành, những người biết tôn quý điều lành, những người đấy trước sau gì cũng có phúc đức và nhân quả lành sẽ đến, người lành sẽ đến, sự việc lành sẽ đến. Sống theo phúc đức, có phúc lại có đức. Cho nên có phước mà không có đức thì trước sau gì cũng mất hết. Cho nên một cái người giàu có thực sự là người phải giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần. Người giàu có ấy sống lạc quan, người giàu có ấy sống yêu thương, người giàu có ấy sống chan hòa, người giàu có ấy sống đức độ khiêm cung mới thực sự là giàu có. Chứ còn giàu có tiền bạc là vật vô thường, trước sau gì cũng hết. Cho nên giàu có mà khinh mạn, mà chửi đời, chửi người không có, chửi trời, chửi đất. Cho nên giàu như vậy trước sau cũng rơi vào đổ vỡ, rơi vào gánh quả khổ. Cho nên chửi Phật chuốc ương phun trời ướt mặt, chửi người, chửi tôi tớ, khinh mạn, khinh chê nghèo khó. Cho nên cái việc đó là cái việc trước sau gì cũng hết. Nhân quả giáng xuống đầu. Các bạn cứ chiêm nghiệm mà xem, những người sống cậy tiền cậy bạc, hống hách, rồi cao ngạo, rồi khinh bỉ người khác, trước sau thì cũng nhân quả nó đập lại, chứ không thánh thần nào đập lại. Nhân quả là một khoa học, là một sự vận hành của toàn bộ vũ trụ này, đời sống nhân sinh quan này, thế giới quan này đều bị chi phối bởi nhân quả, chi phối bởi nhân quả. Có lẽ đến lúc xã hội của chúng ta phải sống theo cái điều tâm niệm ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Người nào muốn sống, Đức Phật dạy tôn giả tu Bồ Đề, người nào muốn sống cầu mong cho gia đình được thuận hòa, tình cảm được mặn nồng, con cháu được hiếu hạnh, mọi việc được an lành, người đó hãy sống theo 10 điều lành. 10 điều lành là thân gồm các điều: thân không làm ác, miệng không nói ác, suy nghĩ không uế ác. Cho nên cái người mà sống không theo phúc đức, trước sau gì cũng tan tành. Chúng ta hiểu cái điều đạo đức nhân quả ấy để chúng ta sống.
một cái người chủ doanh nghiệp của một đất nước Nhật Bản, tại sao họ phát triển bền vững? Chúng ta nói phát triển bền vững, Đức Phật bảo làm ăn siêng năng và khéo léo, như người đánh xe cho vua, của làm ra không bị vua quan cướp mất, không bị nước lửa cuốn trôi, không phạm các lỗi lầm về giới, không phạm các lỗi lầm về quốc độ, về luật quốc độ, tức là cái luật pháp mà đã được ban hành chung. Cho nên một cái chủ doanh nghiệp xây dựng một cái doanh nghiệp bền vững, nếu là một người cư sĩ đệ tử Phật, người ta sẽ biết xây dựng. Đó là một cái con người biết chăm lo đời sống, biết ơn, chăm lo đời sống, động viên an ủi những người giúp đỡ mình, cho tầng lớp công nhân của mình, động viên an ủi, chăm sóc, săn sóc các bà con là điềm lành tối thượng. Cái bài kinh điềm lành của Đức Phật, biết hay nghề nghiệp giỏi là điềm lành tối thượng, cung kính các sa môn là điềm lành tối thượng, tức là cung kính các bậc, sống lành, sống trí đức, chân nhân, thường tới gặp sa môn là điềm lành tối thượng. Cho nên sống theo cái sự chỉ bày của các sa môn chân chính, đệ tử Phật, là điềm lành tối thượng. Một cái chủ doanh nghiệp dù giàu có thì cũng phải biết yêu thương, biết ơn. Cái người Nhật Bản, trước đây thầy Pháp Lưu có thực tập sinh ấy, mà có làm cho cái doanh nghiệp Nhật Bản một thời gian, thực tập của cái anh bạn, chú anh ấy mở mang. Nhưng khi làm quản đốc, một cái văn hóa doanh nghiệp buổi sáng đứng chào hỏi công nhân đi làm. Cái anh quản đốc buổi sáng sớm phải dậy sớm, đứng ở cổng phân xưởng chào hỏi, chào vui vẻ, chào các công nhân đi làm, động viên một ngày mới. Một cái văn hóa của Nhật Bản, một cái đạo đức nhân quả rất là tốt của người Nhật, mà có lẽ chúng ta phải học. Học Phật là học những cái gì hay, học những cái gì tốt lành. Thế vào buổi sáng ấy, thì mình đứng ở cổng phân xưởng, mình xem nếu có những người có biểu hiện mệt mỏi, buồn rầu trên gương mặt, mình phải xem, và đến lúc nghỉ mình phải gọi vào hỏi han, hôm nay cô có việc gì thấy mệt mỏi buồn rầu thế? Thế thì có những lúc cô công nhân cô ấy nói, em hôm nay con ốm, lương hết. Vậy thì mình phải động viên, mình phải báo lên bên trên, có thể cho nghỉ một ngày, hai ngày và ứng trước lương. Sau khi giải quyết mọi việc ổn thỏa, cô ấy sẽ an vui quay lại làm việc tích cực hơn. Đây là một cái tình con người. Tình con người, một cái doanh nghiệp phát triển bền vững, lấy cái sức lực, lấy cái tinh thần, lấy cái lòng yêu mến của công nhân làm cái gốc phát triển bền vững. Đây là một cái văn hóa kinh doanh của người Nhật, văn hóa đạo đức đó. Người Nhật trong cái văn hóa kinh doanh họ rất coi trọng cái việc này. Cho nên cả một cái doanh nghiệp đó, cuối năm người ta họp lại, người ta tri ân. Cái anh giám đốc lên là chia quà cho công nhân bằng những cái hộp xinh xinh, nhưng người ta gửi lời tri ân. Tri ân đến công nhân, cảm ơn anh em công nhân một năm qua đã vất vả
lao động tích cực, đóng góp cho doanh nghiệp. Cho nên thay mặt công ty, người ta cảm ơn, cúi đầu tạ ơn sự đóng góp của công nhân. Một cái đạo đức, văn hóa đạo đức, đây là nhân bản, đó cũng là đạo đức nhân quả. Nhờ vậy mà công nhân phấn khởi, anh em vui vẻ, dù khó khăn cũng hết lòng, hết sức. Chính vì cái điều này mà sau này thầy Pháp Lưu đi làm công chức và được cất nhắc vị trí lãnh đạo. Thầy Pháp Lưu sau này làm một đơn vị độc lập kinh tế, thầy Pháp Lưu rất là chú trọng cái chỗ này. Anh em nào cơ quan khó khăn, thầy Pháp Lưu đều hỏi han. Thế và cuối năm ấy, anh em nào xa, có cái cậu ở Thái Bình, bao giờ thầy Pháp Lưu cũng cho nghỉ Tết trước vì quê xa về thăm ông bà. Đây là sự thực đấy. Gọi là cái cậu Đại, năm nào cậu được nghỉ trước cơ quan vì nhà ở xa, tận Thái Bình, cho nên giải quyết cho nghỉ Tết trước, cho ứng lương trước, nghỉ Tết. Thế và năm nào thầy Pháp Lưu cũng hỏi trong nhà anh em cán bộ, nhà nào có cha mẹ già không? Mình là giám đốc, thầy Pháp Lưu lúc là giám đốc, xem anh em trong nhà có cha mẹ già không. Mình gửi tiền vài trăm ngàn thôi, nhưng gửi tiền chúc Tết các cụ già ở quê, nên để cho anh em cầm về. Thế và trong cái phong bì bao giờ thầy Pháp Lưu cũng ghi, thay mặt anh em lãnh đạo cơ quan, chúc ông bà một năm mới an vui và cảm ơn một năm qua con cháu ông bà đã làm ăn, công tác đóng góp cho đơn vị. Và anh em rất là vui khi về, anh em về kể là có những ông bà rất là vui vì người ta đi xa, con cháu đi xa. Người ta rất lo lắng cho con cháu đi nơi xa, công tác không biết thế nào. Người ta nhìn thấy một bức thư của một vị thủ trưởng gửi về cho. Và trong cái lời cảm ơn đấy, người ta rất là vui. Có những ông bà đi khoe khắp làng, một cái mùa xuân của họ rất là vui. Đây là điều nhân đức, và thầy Pháp Lưu đã thực hiện như vậy. Thầy Pháp Lưu không nói sai đâu. Khi làm giám đốc một đơn vị sự nghiệp, thầy Pháp Lưu đã làm thực sự như vậy. Anh em nào khó khăn là thầy Pháp Lưu hỏi rồi. Cho nên anh em rất tích cực làm việc. Chẳng cần phải nói, anh em cũng tự giác làm. Làm hết mình. Năm nào cũng vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đây là sự thực. Trong khi đó các đơn vị khác quát nạt, chèn ép anh em nhưng cũng không hoàn thành chỉ tiêu. Cho nên cái việc mà sống nhân đức thực sự nó sẽ đem lại điều lành. Cho nên mình sống theo phúc đức, sống để lại cái điều lành. Cũng chính vì sống để lại điều lành như vậy mà dù trong khó khăn, trong gian nguy, những lúc khổ đau, mà thầy Pháp Lưu tìm thấy con đường của đạo Phật. Đó là con đường, nó trùng với con đường mà Đức trưởng lão Thích Thông Lạc dạy, đó là đạo đức nhân bản, nhân quả. Và vì cái duyên lành ấy mà thầy Pháp Lưu đã đến với Đức Phật, đến với con đường chánh pháp. Và cuối cùng thì thầy Pháp Lưu có hạnh phúc ngày hôm nay nhờ cái sự công đức trước đã làm, sống nhân đức, biết sám hối những lỗi lầm của mình. Khi thầy Pháp Lưu phạm lỗi, thầy Pháp Lưu đã xin lỗi mọi người, mà thầy Pháp Lưu đã tự mình sám sửa, sám hối, luôn xem xét bản thân và thấy mình có những cái gì tội lỗi, mình bỏ đi,
mình hướng tới điều lành. Cho nên chúng ta sống theo điều phúc đức ấy, nhân quả sẽ lành, mọi việc sẽ tốt, lợi mình và lợi người. Trưởng lão Thích Thông Lạc nói sống lợi mình và lợi người, sống mình được an vui, người khác cũng được vui, lợi mình và lợi người. Cho nên một cái quốc gia, một vị đứng đầu nhà nước biết nuôi dưỡng sức dân, biết thương yêu dân chúng, cái quốc gia ấy sẽ là một quốc gia hưng thịnh. Chúng ta học cái truyền thống của cha ông Việt Nam ta, các đời vua thịnh trị, Trần, nhà Lý, nhà Lê, nhà Trần, đều đưa ra cái chính sách khoan sức dân, lấy sức dân, nuôi dưỡng sức dân, khoan thứ sức dân. Đó là một sự nuôi dưỡng gốc cây lành, sâu rễ bền gốc. Đó mới xây dựng được một quốc gia hưng thịnh thực sự. Cho nên một cái chính phủ biết chăm lo chính sách an dân, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống dân chúng, thì quốc gia đó sẽ phát triển hưng thịnh. Một cái xã hội mà một cái quốc gia mà chỉ biết vì mục tiêu này, vì mục tiêu kia, nhưng không biết chính dân mới là cái gốc. Cho nên cái truyền thống của ông cha Việt Nam ta đó là truyền thống nhân văn, nhân bản. Chúng ta đừng có nói là đạo đức nhân bản chỉ có trong sách trưởng lão đâu, chỉ có trong kinh Phật đâu, mà cha ông Việt Nam ta với truyền thống Phật giáo ngàn năm, ít nhiều cha ông ta cũng thấm nhuần tư tưởng nhân văn, nhân bản của đạo Phật. Cho nên cái chính sách khoan thứ sức dân, lấy dân làm gốc, chăm lo đời sống nhân dân. Thời chiến thì đoàn kết giữ gìn quốc gia, thời bình binh lính bỏ gươm đao, ngụ binh ư nông, tức là giúp đỡ dân chúng, nuôi binh lính trong nhà nông làm ăn, nuôi quốc gia hưng thịnh. Cho nên chúng ta thấy cái đạo Phật truyền thống thời nhà Trần 500 năm, mà thời nhà Trần gọi là quốc gia hưng thịnh 500 năm. Đây là cái truyền thống nhân bản của đạo Phật, mà bất kỳ tông phái nào cũng có cái màu sắc nhân bản, đó là lòng yêu thương, sự nhân ái, nhân từ bao dung. Bất kỳ một tông phái Phật giáo nào cũng đều giáo răn điều này. Còn cái pháp môn tu tập nó sai hay nó không sai thì đó thuộc về pháp môn, đó thuộc về con đường. Nhưng cái đạo đức nhân bản, nhân văn của con người không bao giờ mất đi trong bất kỳ tông phái nào của đạo Phật. Cho nên nó mất đi thì Phật giáo cũng sẽ mất đi. Nó mất đi thì Phật giáo cũng sẽ suy vong. Cho nên vì nó mất đi, vì nó không được chú trọng, vì lòng từ bi hỷ xả, cho nên cái việc mà người ta mới chạy theo huy động mồ hôi nước mắt chúng sinh xây chùa to Phật lớn. Đây là cái điều
giáo dục nhân bản và lòng từ bi nó không được chú trọng về mặt đạo đức. Chúng ta thấy từ thời nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo trở thành quốc giáo, nhưng ông cha ta sống đạo đức, chúng ta thấy có ngôi chùa nào to đâu. Quốc giáo cơ mà, Phật giáo là quốc giáo, mà không thấy có một ngôi chùa nào to. Chúng ta thấy cái chùa Trấn Quốc, nó nhỏ xíu, đâu to. Thời nhà Trần, đến vua còn đi tu, mà chúng ta thấy cái am của vua Trần rất đơn sơ. Có chùa to đâu. Vì chính sách nhân bản, nhân đức, khoan thứ sức dân, không huy động sức lực dân chúng. Đây là một nền đạo đức của cha ông ta, nhân cách sống, nhân văn, nhân bản. Có những thời Trung Quốc cổ đại tàn bạo, nó khác hẳn với truyền thống Việt Nam. Chúng ta thấy đời nhà Tần Thủy Hoàng huy động sức lực dân chúng một cách tàn khốc, mà họ xây nên cái Vạn Lý Trường Thành vẫn còn đến hôm nay bằng máu và nước mắt của dân chúng. Một cái quốc gia, một cái chế độ nhà Trần vô cùng tàn khốc, tàn bạo trong lịch sử Trung Hoa. Cho nên sau này nhà Trần diệt vong và không tồn tại lâu bền. Nhà Tần Thủy Hoàng với những cái chính sách hết sức tàn khốc, huy động dân chúng luật trị và quyền trượng, đao trượng và đốt sách chôn kẻ sĩ. Chúng ta thấy đấy là về mặt quốc gia. Quốc gia nó còn như thế. Thời nhà Trần, thời nhà Lý, thời nhà Lê, chúng ta có những thời kỳ nhân văn thịnh trị. Những câu ca dao trong dân gian: đời vua Thái Tổ, Thái Tông, lúa ngập đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn. Một cuộc sống no ấm của dân chúng, thịnh trị, an vui. Cho nên một cái quốc gia muốn hưng thịnh thì phải là một cái quốc gia biết chăm lo về mặt xã hội, chăm lo về mặt chính sách an dân. Chính sách an dân phải đặt lên hàng đầu, và chính sách giáo dục phải đặt lên hàng đầu. Giáo dục ở đây là giáo dục về mặt đạo đức đầu tiên. Giáo dục là quốc sách, giáo dục về mặt đạo đức con người, giáo dục về nhân cách sống. Một quốc gia nó là một quốc gia tốt lành. Cho nên một doanh nghiệp cũng vậy, muốn bền vững, một gia đình cũng vậy, muốn phúc đức lâu bền, một dòng họ cũng vậy, bản thân Phật giáo cũng vậy. Không cái gì ngoài cái nền đạo đức. Đạo đức nhân bản, nhân quả ở đâu, khổ đau xua tan đến đó. Đây là lời Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Cho nên khi chúng ta biết quay về một cái nền đạo đức sống ấy, chúng ta sẽ được yên vui, lợi lạc cho mình và cho người. Chúng ta bớt đi những cái con người trong xã hội chỉ biết sống nhắm mắt làm khinh, chỉ biết làm nô lệ cho vật chất mà quên đi cái vấn đề về nhân đức, nhân bản. Chúng ta sẽ tốt lành bởi vì vật chất là hạnh phúc chưa đầy đủ, mà phải đòi hỏi về mặt tinh thần. Nếu sống chỉ độc vật chất, chưa phải là một cuộc sống tốt. Vật chất thì phải đi đôi với tinh thần. Cho nên cầu vật chất chưa phải là tất cả hạnh phúc. Sống giàu có, giàu sang mà anh em lục đục,
vợ chồng bất hòa, con cháu bất an, tranh đấu, rồi sống trong hung ác, bạo tàn. Như vậy, giàu như vậy không phải hạnh phúc. Không phải người hạnh phúc bởi giàu có. Cho nên xưa ông Phật, ông ấy khuyên ông Cấp Cô Độc, hãy sống phúc đức. Hãy sống phúc đức, đó là sống biết yêu thương, biết từ bi, biết bố thí, sống theo nhân đức, biết cung kính các sa môn, biết sống theo điều lành, biết giúp đỡ điều lành, giúp đỡ các sa môn. Chính vì vậy mà gia đình ông Cấp Cô Độc đều an vui, con cháu hiếu hạnh, và gia đình ông ấy sau này ông Cấp Cô Độc đã là người tu chứng quả giải thoát. Cho nên Đức Phật luôn lấy cái đạo đức làm đầu. Chứ Đức Phật đi tu, Ngài là bậc hạ sanh từ điều thiện. Vì nhiều đời sống thiện mà Đức Phật hạ sanh hàng chư thiên tương ưng. Chúng ta đừng hiểu chư thiên là ông trời rơi xuống. Chư thiên tương ưng có nghĩa là sống theo nghiệp lành mà sinh ra. Đời trước sống lành mà sinh ra đời này phú quý giàu sang, lại nhân đức. Cho nên Đức Phật sinh vào hàng thái tử của vương quốc Tịnh Phạn, Thích Ca. Và Ngài đầy đủ phú quý sang giàu, nhưng Ngài cũng đầy đủ nhân đức. Ngài yêu thương, là một vị thái tử biết yêu thương dân chúng, là một người thái tử biết yêu thương con người. Cho nên Ngài khi mà nhìn thấy những cảnh khổ của con người, Ngài mới nghĩ mình sẽ phải đi tìm con đường giải thoát cho mình và về cứu người hết khổ. Vì tình thương yêu mình, nhưng cũng vì lòng thương yêu con người. Đây là sự hướng thượng, là lòng yêu thương giải thoát. Cho nên trưởng lão Thích Thông Lạc mới viết một câu kệ: từ tình thương mà ta được sinh ra, do tình thương mà ta được nuôi lớn, có tình thương mà ta sống chan hòa, vì tình thương mà ta giải thoát. Đức Phật đi tu là vì tình thương, thương mình, nhưng cũng thương người, thương dân chúng. Cho nên Ngài có nói một cái câu: không phải ta không thương cha mẹ ta, vợ con ta, anh em ta, những người thân yêu của ta, mà ta ở nhà ta thấy rằng cái chết khổ đau rồi cũng đến với ta, với họ. Ta đi để tìm con đường cứu lấy chính ta, rồi ta sẽ trở về cứu lấy họ. Cho nên sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài hơn 40 năm, gần 50 năm, vì tình yêu thương giáo hóa dân chúng, vì tình yêu thương dân dạy đệ tử, vì tình yêu thương mà đem đến điều lành khắp nơi. Mà Ngài còn rời cả quê hương, truyền cái lòng yêu thương, truyền con đường bát chánh đạo đến khắp một vùng Ấn Độ rộng lớn, vượt qua cái sự cát cứ của các vương tôn, các lãnh chúa. Và Ngài đã đi khắp nơi hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sinh. Cho nên hôm thầy Pháp Lưu có nghe thầy Thanh Thiện, thầy nói rằng ông Phật ông đi tu vì sự sợ hãi. Ông Phật sợ chết ông đi tu. Ông Phật nói ông Phật từ bi, nói ông Phật là từ bi mà đi tu, không có đúng. Nói như vậy là nói thiển cận. Vì mình đâu, mình không phải là hàng sanh từ chư thiên tương ưng. Mình không có lòng yêu thương dân chúng. Mình không phải bậc tôn quý sinh hạ như Đức Phật. Mình nói xàm. Mình chỉ biết sống ích kỷ nhỏ nhen. Mình chỉ biết sống không có nhân đức, không sinh hạ từ hàng chư thiên tương ưng.
Cho nên mình cũng không tu cái lòng yêu thương của chư thiên tương ưng, sống thiện theo chư thiên tương ưng. Cho nên mình không có hiểu, mình không có sống 10 điều lành, mình không có hiểu Đức Phật là ai. Chỉ khi chúng ta sống theo 10 điều lành, sống theo điều tốt lành, tu theo điều thiện lành, có tình yêu thương rộng lớn, chúng ta mới hiểu Phật là ai, tại sao Phật đi tu, chúng ta mới có cái tuệ nhãn mà nhìn thấy Đức Phật là ai. Cho nên nói như vậy không hiểu gì về nghiệp báo nhân quả, nói như vậy không hiểu về nghiệp lành của Đức Phật. Cho nên Đức Phật đi tu, Ngài vì cũng vì một phần thương mình, quanh quẩn trong cái khổ mà mình đã trông thấy, nhưng cũng vì thương yêu dân chúng, vì Ngài là một bậc thái tử, có cái trách nhiệm chăm lo quốc thái dân an. Ngài khác cái người phàm phu đi tu. Các vị nên nhớ như vậy. Trên đời này những vị vương tử đi tu, những vị giàu có uy quyền, sang quý, quan chức biết thương mình thương người, tìm cầu con đường giải thoát là hiếm có. Cho nên Đức Phật, Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc mới nói, khi nào có một vị vua cư sĩ, khi ấy quốc gia sẽ thịnh trị và những cái điều tà mê sẽ được quét sạch. Cư sĩ làm vua. Cho nên chúng ta không có hiểu một vị đứng đầu quốc gia xã tắc mà hiểu điều lành, có một cái tinh thần thượng tôn, nhân bản, có một cái đạo đức tốt. Một quốc gia ấy là một quốc gia dân chúng được nhờ. Cho nên một cái chính sách an dân sẽ được thực thi. Mà người ta sẽ chọn một cuộc sống, người ta gọi ngày nay gọi là phát triển bền vững, tôn trọng sự sống sinh thái, tôn trọng chính sách an sinh xã hội, tôn trọng môi trường sống và tôn trọng đạo đức, tôn trọng văn hóa. Đó là một chính sách phát triển bền vững, người ta gọi là phát triển xanh, phát triển bền vững. Ngày nay chúng ta cũng đang nghiên cứu chính sách phát triển bền vững, cho nên nó có hẳn một viện nghiên cứu chính sách xã hội. Phát triển không đánh đổi lấy tàn phá môi trường, phát triển không đánh đổi lấy bất an về xã hội. Cho nên chúng ta hiểu Đức Phật là một người chăm lo chính sách dân chúng, và Ngài vì cái lòng yêu thương dân chúng, Ngài đi tu để tìm con đường cứu mình, nhưng cũng tìm con đường cứu vớt dân chúng của mình, con dân của mình. Ngài là một bậc hạ sanh hàng chư thiên tương ưng, tức là sống đời trước lành, vô cùng lành, nhiều đời làm, nhiều đời Đức Phật là những vị đạo sĩ sống thiện lành. Vì cái duyên lành với dòng họ Thích Ca mà Ngài hạ sanh vào dòng họ ấy, vào thai của Hoàng hậu Maya. Cho nên Ngài sinh ra với cái phúc lành đủ đầy. Ngài có cái tinh thần ấy. Cho nên khi sinh ra, Ngài đã được các bà La Môn tôn quý đến để mà đặt tên. Ngài được một cái vị đạo sĩ đến, một cái vị nhà chiêm tinh đến xem cho Ngài và phỏng đoán về Ngài. Ngài là điềm lành. Đức Phật và các đại đệ tử sinh ra từ điềm lành. Cho nên Ngài tu Bồ Đề Subhuti, cái tên Subhuti là điềm lành. Chúng ta thấy đây là kết quả của nhân quả trong luân hồi sinh tử mà ra. Kết quả sống theo nghiệp thiện thì luân hồi theo thiện, sống theo nghiệp ác, luân hồi theo ác. Đời này mà sống ác thì sẽ tổn phước,
hết phước, rơi vào nhân quả khổ đau, sinh ra đời sau khổ đau cùng cực nối tiếp. Đời này biết nhân ái, biết bố thí, biết thương yêu con người, biết sống theo thân khẩu ý thiện, đời sau dù có hạ sanh, đời này cũng đã được hưởng phước lành, đời sau hạ sanh cũng sẽ rơi vào hàng tôn quý. Đức Phật dạy: Sa môn không tranh đời, sa môn không hoại diệt, sa môn giàu hạ sanh. Sa môn sống như vậy, cha mẹ anh kính lễ. Sa môn giàu hạ sanh, được sát lị tôn kính. Đời này và đời này sống vui, đời sau sống vui. Nay vui đời sau vui, vì ấy hai đời vui. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than. Cho nên thầy Pháp Lưu hay nói với mọi người, sống lành còn chẳng ăn ai nữa là sống ác. Sống lành, hiền lành, còn không ăn ai, không ăn nổi ai là sống ác. Cho nên giàu có mà sống nhân đức, hay nghèo khó mà sống yêu thương nhau. Nghèo khó mà biết sống yêu thương nhau, san sẻ yêu thương, động viên nhau. Giàu có mà biết sống nhân đức, đấy mới là sống có phúc và sống có đức. Đây là gọi là sống theo đạo đức nhân bản và sống theo đạo đức nhân quả. Nhân bản, nhân quả, đây trong cuộc sống của người cư sĩ gọi là sống phúc đức của một sa môn. Sa môn, thánh đệ tử Phật. Cho nên các học trò của thầy Pháp Lưu, từ ngày theo thầy Pháp Lưu, hàng trăm có đến ngàn con người, các gia đình bắt đầu chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả. Và từ khổ đau nay nhiều người, vô số người đi đến an vui thực sự. Thầy Pháp Lưu dám nói thẳng, bao nhiêu học trò thầy Pháp Lưu, họ vì tôn quý điều lành, tôn quý Phật Pháp chân chính, họ sống theo đạo đức nhân bản nhân quả, và nay cuộc sống của họ chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả. Đạo Phật ra đời đã đập tan cái thuyết định mệnh. Người ta cho rằng là số phận, nhưng Đạo Phật không chấp nhận số phận. Đạo Phật có chấp nhận là chấp nhận nhân quả, nhưng Đạo Phật là vượt qua mọi khổ đau, từ khổ đau đi đến an vui. Cho nên Đạo Phật ra đời để đập tan cái thuyết định mệnh trong cuộc sống này, chuyển hóa nghiệp duyên nhân quả, từ khổ đau đi đến an vui, từ thù hận đi đến an hòa, từ thù hận đi đến yêu thương, và từ tranh chấp đi đến an hòa. Tranh chấp, cho nên mấy vị cứ tranh chấp nhau, chửi bới nhau. Người khôn, kẻ trí phải có cách giải quyết nhân quả, chứ không phải lên để chửi nhau, để mà nhục mạ nhau, để mà bài xích nhau đâu. Mà lời nói phải thực sự là chân tình, không có ác. Lời nói phải thực sự là những người hiền, nói thật nhưng không được phẫn nộ. Đức Phật dạy rằng một bài kinh Pháp Cú, nói thật không phẫn nộ, của ít thí người xin. Sống phúc lành như vậy. Thầy Pháp Lưu cũng nói sự thật, nhưng không bao giờ thầy Pháp Lưu phẫn nộ, lăng nhục, chửi bới con người. Thực sự là như vậy, nói thật, chia sẻ cái lời chân tình, ngay thẳng, nhưng an hòa, không phẫn nộ, không được nhục mạ người, không được chửi bới, không được sống khẩu ác. Cho nên sống theo điều phúc đức,
chúng ta sống như vậy, những bậc thầy sống như vậy, những học trò sống theo như vậy, những vị quan sống như vậy, và dân chúng sống theo như vậy. Những người giàu có sống như vậy, và những người nghèo khó tôn trọng sống theo như vậy. Chúng ta sống trong một xã hội thực là bình an, hòa bình. Chúng ta cái gì cũng có thể đàm phán, chúng ta cái gì cũng có thể hóa giải hận thù, chúng ta cái gì cũng có thể sửa sai, chứ không phải đem đao trượng đến pháp luật của nhà nước, của vua quan còn có chính sách khoan hồng, phải truy cùng diệt tận. Chúng ta phải nhớ là cái nhân bản có trong con người, đến con vật còn biết yêu thương nhau, con vật nó còn biết thương con nó, thương đồng loại nó, chú huống chi là con người. Chúng ta tu hành là để bỏ đi những thú tính tàn ác. Nói thật nhưng không được phẫn nộ, không được hung ác. Đây là san sẻ, chia sẻ, chỉ bày, chỉ giáo, giúp cho con người giác ngộ, giúp cho con người chân chính, giúp cho con người đi đến niềm vui chân thật. Cho nên chúng ta không phải là cứ truy cùng diệt tận nhau. Có lỗi sai đem ra truy cùng diệt tận nhau. Chúng ta phải biết nhân ái, mở cho nhau một con đường sống, một con đường sửa sai. Ngay bản thân của chúng ta đâu đã không có sai. Thầy Pháp Lưu trước đây vô số sai lầm mà sau này phải hối hận. Nếu không có tình yêu thương của huynh đệ, nếu không có tình yêu thương của gia đình, nếu không có sự giúp đỡ của bè bạn, sự tha thứ của mọi người, liệu thầy Pháp Lưu có ngày hôm nay không? Cho nên thầy Pháp Lưu thấu hiểu cái việc này. Đến cha ông ta còn có một câu nói: giơ cao mà đánh khẽ, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Chúng ta phải học cái đức độ của cha ông chúng ta. Không phải có cái sai đem ra chóc nhau, đem ra chửi nhau, rồi đem ra vạch vòi nhau, lăng nhục nhau, bôi nhọ nhau, xúc phạm nhau. Đó không phải là đạo đức. Ta nói trình bày nó rõ ràng, nhân ái. Đến hai quốc gia đứng bên bờ vực chiến tranh mà nhờ đàm phán mà hai quốc gia còn tránh khỏi đầu rơi máu chảy của dân chúng. Huống hồ là một cái việc còn con bằng cái móng tay trong cuộc sống này. Chúng ta không tìm cách để tháo gỡ, để đưa đến an hòa, đưa đến cho người khác sửa sai. Chúng ta phải cho người khác cơ hội để sửa sai. Khi cần chúng ta phải giúp đỡ người ta sửa sai. Đấy mới là tình yêu thương thực sự. Đấy mới gọi là phúc đức. Thầy Pháp Lưu có cái học trò, bây giờ trò tốt lắm rồi, thầy Pháp Lưu mới nói, mới kể lại. Trước đây thầy Pháp Lưu không kể, kể ra thì trò nó buồn. Có cái trò Vĩnh Phúc ấy, mấy cô Tuyết ấy, cô Tuyết cả làng biết. Trước đây vì theo thầy Pháp Lưu nhưng nghe người tà kiến quay lại cùng mấy đám người khác nói thầy Pháp Lưu này kia bỏ đi rồi, rồi nói không ra cái gì cả, bài bác. Sau này khổ đau quá rồi, ung thư đau đớn khổ đau, mới nhớ đến thầy, mới khóc gọi điện cho thầy: thầy ơi, con hối hận lắm, con nhớ thầy lắm. Lúc ấy họ bỏ đi, họ nói thầy Pháp Lưu im lặng vì thương mọi người, không gây thù hận tiếp theo, để cho mọi người một ngày nào đó mọi người hiểu ra, mọi người quay về. Lúc ấy thầy Pháp Lưu im lặng. Cái này nhiều trò biết. Và sau này khổ quá: thầy ơi, con nhớ thầy lắm, thầy tha thứ cho con. Thế thầy mới hỏi: con ở đâu? Con đang ở nhà nhưng mà con đau đớn lắm, con đau con không sống nổi, con ung thư di căn vào tận xương giai đoạn cuối rồi, con đau lắm. Bảo bây giờ thế này,
chồng con vì con đi theo cái sai nhiều. Chồng con bây giờ nó cũng không tin con đâu. Con mà nói tu theo Phật Pháp là nó không tin đâu. Vì con sai lầm quá nhiều rồi. Đi con đổ vỡ gia đình con làm nhiều. Bây giờ con hãy cho chồng con gặp thầy. Thầy nói chuyện với anh ấy. Và bảo anh ấy đưa lên thầy. Đưa lên tận nơi để thấy thầy là ai. Để anh ấy có lòng tin đã. Để cho anh ấy yên tâm, anh ấy cho lên đây. Thế và khi anh ấy đưa lên đây, anh ấy hiểu. Anh hiểu ra anh ấy gửi vợ nhờ thầy ở đây. Chỉ bày mọi người ở đây chăm sóc. Khi về anh ấy cũng rất là ưu tư. Thế và thầy dạy cho, và trong cái hoạn nạn vẫn miệt mài ôm Pháp. Nằm bê bết vẫn miệt mài ôm Pháp, giữ tâm bất động ôm Pháp. Và ngày hôm nay đã trở lại mạnh khỏe bình thường, cuộc sống đã yên vui trở lại. Thấy yêu thương gia đình hơn, thấy cuộc sống đáng yêu hơn. Và ngày hôm nay cô ta đã vượt qua tất cả thù hận, buồn khổ, bệnh tật. Cô ta đã trở thành một con người khỏe mạnh, yên vui. Cuộc sống đã, niềm vui đã trở lại. Đây là sự thật đấy. Nếu ai, cả làng này ai chả biết chuyện cô Tuyết. Cho nên con người sống phải mở cho con người ta một con đường sống. Phải sống theo nhân đức. Đừng có đụng một tí là đao trượng, đao kiếm. Đụng một tí là búa rìu trong miệng lưỡi. Đụng một tí là vì cái tôi, cái ta của mình xúc phạm, chửi bới, nhục mạ người. Đụng một tí là ganh ghét. Cho nên một đám trò chửi thầy Pháp Lưu bỏ đi mà thầy Pháp Lưu còn thương, không nói gì. Sau 3 năm đau khổ quá, thầy ơi, thầy tha thứ cho con. Về thầy lại nấu cháo, bê từng bát cháo cho ăn. Dạy nhiếp phục bệnh tật. Về thầy vẫn yêu thương như vậy. Vẫn giơ bàn tay ra để đón nhận học trò. Đây là sự thật đấy. Chứ không rồi các quý thầy, thầy Pháp Lưu thấy rồi, khi sóng gió đến, nhân quả đến, đổ lỗi cho trò, oán trách người, oán trách trò, oán trách trời, trách đất, rồi trách hận chính quyền, trách cái này, trách cái kia. Một cái người còn vì mình mà oán trách, không đúng đâu. Từ bi nó khác. Từ bi vô lượng. Dù sao mình cũng nhận hết về phần mình. 4 năm qua xin thưa với các bạn, thầy Pháp Lưu vẫn như vậy. Bao nhiêu sóng gió nhận hết về phần mình. Bao nhiêu cái nỗi trách nhiệm để cho trò yên được tu. Bao nhiêu cái nỗi cơ cực, sóng gió áp lực, thậm chí hiểm nguy, đe dọa, chèn ép. Thầy Pháp Lưu một mình nhận lấy hết, bởi vì mình là một người thầy của các trò, không muốn cho trò khổ. Thà một mình khổ, mà 100 người, 1000 người được yên vui thì cũng đáng để mà khổ, đáng vui để mà nhận. Cho nên không trách ai hết. Chúng ta sống theo cái phúc đức như vậy, sống theo đạo đức nhân bản, nhân quả như vậy. Từ người giàu đến người nghèo, từ quan chức cho đến dân nghèo, nếu sống theo điều nhân đức với gia đình, anh em, bè bạn, dân chúng, nếu sống đức khiêm cung, nếu sống đức nhân hòa, con người sẽ tốt lành, chúng ta sẽ sống được với nhau. Con người chỉ sống được với nhau khi con người sống ly tham cái tôi, cái ta, diệt cái bản ngã. Con người sống đức ly tham, tùy thuận bằng lòng. Con người sống nhân bản, con người mới sống được với nhau. Nếu con người không có những điều ấy, loài người chúng ta sống với nhau không khác gì bầy cầm thú, tàn sát lẫn nhau, chen lấn lẫn nhau.
giành giật lẫn nhau. Cho nên một cái gia đình mà con cái đều học cái đức ly tham, khi cha mẹ mất đi, dù đám đất tài sản có lớn, anh em cũng không vác dao búa để tranh nhau, không có kiện tụng nhau, mà nhường nhịn nhau. Còn một cái con người, một cái gia đình không học cái đức ly tham, không học cái đức nhân bản, không có cái tâm ly tham, thì khi cha mẹ để lại đất đai tài sản, con cháu sẽ vác đao trượng, sẽ vác búa rìu, sẽ vác tranh chấp ra để chia nhau. Cho nên nếu một xã hội có một đạo đức nhân bản tốt lành, con người sống ly tham, ly tham là từ bỏ cái ác ấy, tham ác ấy, sống theo điều thiện, thì xã hội này tốt đẹp, con người sẽ bớt đi bệnh tật, phiền não, con người sẽ bớt đi tranh chấp, con người sẽ bớt đi tội phạm, con người, xã hội sẽ được tốt lành, cuộc sống sẽ được hòa bình, dân chúng sẽ được thịnh vượng, gia đình, gia phong sẽ được nề nếp, dòng họ được hưng thịnh. Đây là một cái điều mà chúng ta nên trau dồi cái đạo đức nhân bản, trau dồi điều phúc đức, từ bỏ điều ế ác. Bậc hiền thì không hại ai, bậc hiền không hại ai, đạt đến cảnh bất tử. Chúng ta sống theo như vậy, chúng ta phải biết thương con người. Thương con người nên mình không nỡ lòng làm khổ người. Thương người thì sẽ không làm khổ người. Nếu còn làm khổ người là người chưa có đầy đủ tình thương. Nhục mạ người là làm khổ người. Còn góp ý chân tình ngay thẳng cho người, đó là cứu người. Cho nên đừng có nói trưởng lão Thích Thông Lạc là bài bác, bài xích Đại Thừa hay là nhục mạ chia rẽ Đại Thừa. Không phải đâu. Trưởng lão là người tu hành chứng đạo. Cho nên trưởng lão Thích Thông Lạc đem lời chân chính ra, nói rõ cái đúng cái sai, là để giúp người đó. Trưởng lão xuất phát từ Thiền Tông, là anh em Đại Thừa. Trưởng lão đều yêu quý con người. Một cái con người yêu quý người như trưởng lão, ngài nói đúng nói sai cũng chính là để cứu anh em huynh đệ mình, cứu những người từng là đồng môn của mình đó. Nói trưởng lão Thích Thông Lạc là người bài xích Đại Thừa, đó là tà kiến. Nói thầy Pháp Lưu là phá tu viện là tà kiến. Đấy là thầy Pháp Lưu góp ý mà nó còn như vậy. Ủng hộ không có những lời chân chính góp ý thì nó sẽ đi đến đâu? Nó có được củng cố lại không? Nếu không có những con người chân chính góp ý, liệu xã hội này đi đến đâu? Nếu không có những bậc đạo sư, không có những người thầy giáo tốt, không có những người quan chức tốt, không có những người bác sĩ tốt, không có những người luật sư tốt, xã hội này đi đến đâu? Cho nên đừng nói như vậy, là nói trưởng lão Thích Thông Lạc bài xích Đại Thừa là tà kiến. Những người ôm chấp không chịu buông bỏ tà kiến, vì không có tình yêu thương nên không biết được. Nói thầy Pháp Lưu bài xích tu viện, nói thầy Pháp Lưu phá tu viện, thầy Pháp Lưu có vào đấy phá đâu, thầy Pháp Lưu có nói sai đâu, thầy Pháp Lưu có nhục mạ đâu. Thầy Pháp Lưu góp ý để cho mọi người tránh trai, để cái tu viện được ngày càng tốt lên. Và thực sự bây giờ tu viện tốt lên thật. Thầy Pháp Lưu thấy tốt lên thật. Thực sự những người trong tu viện dần dần rồi cũng phải nghe mưa dầm thấm đất, phải nghe, cũng phải tốt lên. Thầy Pháp Lưu cũng chỉ mong cho tu viện phát triển hưng thịnh, tốt lành, thực sự đúng hướng, giữ gìn lại những gì của trưởng lão để lại, cho mọi người có cơ hội được học tập. Bây giờ họ cũng tốt lên, họ đang dạy các cái lớp đạo đức hiếu sinh. Rồi họ cũng bắt đầu nhận ra, bắt đầu suy tư, bắt đầu trăn trở vì những cái việc mình đã làm sai. Cho nên đừng có nói thầy Pháp Lưu phá. Thầy Pháp Lưu không phá.
Thầy Pháp Lưu muốn tốt, trưởng lão cũng muốn tốt, tránh cho người sau mắc phải sai lầm. Trưởng lão có đi nhục mạ đâu, lão có đi tranh chấp đâu, thầy Pháp Lưu có đi tranh chấp hơn thua đâu, cãi vã đâu, có đi bảo vệ cái tôi cái ta của mình đâu. 3-4 năm qua mọi người phỉ báng thầy Pháp Lưu tà kiến rồi, nghe người này người kia rồi, đồn thổi rồi, vu khống xúc phạm 3-4 năm qua đầy rẫy đó. Thầy Pháp Lưu có nói gì đâu. Thầy Pháp Lưu vẫn cần mẫn dạy trò, vẫn cần mẫn lập miền đất an vui để minh chứng cho điều lành của Phật giáo nguyên thủy, chân chính, gốc gác của Đức Phật Thích Ca. Cho nên muốn tốt cho mình mà cũng muốn tốt cho người. Cái gì mình muốn tốt cho mình cũng mong người khác được tốt như vậy. Đấy mới là nhân đức. Chứ nói thế chứ thầy Mật Hạnh viện chủ ra đây cả làng vui vẻ đón tiếp ấy chứ, đâu có ai khinh bỉ. Làng tu thầy trò ở đây sống rất nhân đức, các tỳ kheo học trò trưởng lão đến đây đều được đón tiếp chân tình, đều được cung kính, vì họ dù sao là học trò trưởng lão, được trưởng lão dạy dỗ. Người có tu sẽ hơn cái người không có tu, thực sự là như vậy. Các sư đại thừa, các vị trụ trì hay các sư đại thừa về làng thầy Pháp Lưu đều, cả làng đều tôn trọng, cả làng đều mến, đâu có ai chửi đâu, cả làng đều kính quý, đều an hòa, đều yên vui. Rồi các vị lãnh đạo chính quyền xuống đây, làng có bực tức gì đâu, làng đều quý mến, làng đều mong muốn cái điều lành, đều muốn chúc phúc cho các vị, muốn san sẻ cái điều lành, muốn góp sức cho điều lành, cho quê hương này tốt lên, bà con dân chúng đây được yên vui, cho sự đoàn kết của dân chúng với chính quyền. Thầy Pháp Lưu có đi chống phá chính quyền đâu. Cho nên không làm ác, gây phẫn nộ. Cho nên chúng ta sống theo phúc đức, đó là sống theo đạo đức nhân bản và nhân quả. Chứ thầy Pháp Lưu nghĩ rằng dần dần rồi cái nền đạo đức này, con đường của giới đức này, nó sẽ thấm sâu vào nhân gian, nó sẽ làm cho dân chúng được yên vui, nó sẽ giúp cho quốc gia được thịnh trị, rồi nó sẽ giúp cho chánh pháp chúng ta được xuất hiện những bậc sa môn chân chính, xuất hiện những tu sĩ, những cư sĩ, những gia đình Phật tử yên vui, sẽ xuất hiện các bậc A-la-hán ra đời nhờ cái con đường này, nhờ cái con đường đạo đức này, con đường bát chánh đạo chân chính này mà các bậc A-la-hán ra đời. Cho nên Đức Phật dạy rằng, này tỳ kheo, thời mạt pháp có những tỳ kheo nói bát chánh đạo nhưng không thực hành bát chánh đạo, thế gian vắng bóng các bậc A-la-hán. Cho nên cái con đường bát chánh đạo nó phải được dựng lại, nó phải được xây dựng lại. Con đường đó là con đường đạo đức, con đường đạo đức, đạo đức tám ngành, tám lộ phần của đạo đức. Chúng ta phải hiểu như vậy. Đây là con đường của đạo đức giải thoát khổ đau. Tu đến đâu giải thoát ngay liền đến đó. Giải thoát đừng hiểu giải thoát là lên trên trời bay bổng về cõi nào. Giải thoát là diệt trừ mọi khổ đau. Giải thoát là không còn khổ đau ấy, là niết bàn ngay hiện tại, là trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Bất động ở đây không phải là gỗ đá mà có nghe, có thấy, có biết, mà không có khổ sầu, phiền não, không có phóng dật, sân hận, sân si. Cho nên hy vọng một ngày với cái tinh thần của thầy trò làng Tu Yên Bái, chúng ta sẽ đoàn kết được, chúng ta sẽ xiển dương được điều lành,
bằng cái minh chứng thiết thực. Thầy trò sống là làm sao để minh chứng cho giáo pháp của Như Lai, mình sống làm sao để minh chứng cho mọi người thấy, sờ thấy, nghe thấy, nhìn thấy, sống làm sao cho thực sự là tốt lành. Nó mới là con đường chân chính nhất. Hơn cả kinh sách, hơn cả học thuyết, hơn tất cả ý luận, đó là sự thật. Chúc mọi người sống theo nhân bản nhân quả, thực sự là những người phúc đức, sự là những người tốt lành. Chúc mọi người một buổi tối an lành. Chúc các gia đình, anh em bạn bè, chúc các gia đình cư sĩ Phật tử thật yên vui. Chúc các tu sĩ Phật giáo thật là đạo đức, thật là thanh tịnh, triển dương giáo pháp của Đức Phật một cách chân chính, đem lại cuộc sống yên vui cho thế giới con người, đem lại niềm tin cho thiền môn của đạo Phật chân chính. Chúc mọi người an vui.